kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, bác Mazda vượt xe cực ẩu tại khúc cua, xem chút nữa có Innova xảy ra, em mời các bác đón xem. Thanh niên trai tráng như này, làm không chịu làm, chỉ nhăm nhe đi nhảy trộm, thằng này đã nhảy ngay chiếc Way trong nốt nhạc, các bác ạ. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? À, tôi quay phim. Tôi quay phim. Tôi quay phim rồi sao? Ông biển vàng là mới đéo ấy. Ông biển xanh tôi mới sợ chứ ông biển vàng tôi sợ đéo ấy. Bảo nhớ một tí bạn ông. Mày người không sao là quá mày. Toác hết ra như này. Này. Hai con dưới kia nữa, bốn con luôn. Một con nối đuôi nhau dưới này nữa các bạn. Bốn con luôn. Sụp thế. Nhìn như này mà người cái không sao quá quá là may luôn. Cái con xe tải dưới kia, cái con công dưới kia cũng ghê nhỉ, bên phụ của nó tắc là ông đấy kiểu gì cũng bị thương chứ. Bị một người à? Đi một người thôi. À đi một người may ấy nhỉ, nếu mà có phụ là căng quả đấy. Nhìn nó lao vào bên phụ nó móp nó lõm vào. Ngay trên phòng đậu của Mai Châu các bác ạ. Về thôi. Sáu bạn. Trên sóng tòng các bác. Bọn em đi bắt ong đi qua các bác. Rất nguy hiểm. Con bán tải là xuống hùm rồi. Tải xuống hùm. Bên dưới đây, dưới đoạn dưới này là một con xe thùng với một con xe công. Ui, chỗ này có ong khoái lấy hoa này mới nhỉ. Các bác ơi, mình về đây. Chào các bác nhá. Trên Mai Châu tòng đậu đi mẹ rồi đéo cần đéo thì nó sẽ đi luôn đi. Bố hít một cái thì bố lại đứng ở đây thì đứng ở đây luôn. Phóng viên hiện trường. Nhẹ đầu xe, ông này ông cua lại mà.
này. Chắc là ông kia ông quyệt vào xong ông về cuốn buộc đánh lái vào. Không, ông kia hút. Úi trời. Quý ơi, vây tay cái. Ở đây là hơi căng người. Hả? Cười tươi vào. Trời ơi, hai đứa nhỏ chơi rồi cắt đầu xe trời luôn. Ơi. Hết hồn. Chết luôn trời. Chết luôn. Quan tài bay đi cực kỳ bố láo, đi ngược chiều như bố đời luôn. Em mời các bác đón xem, các bác thấy hay, cho em xin một like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo, ui, muốn phải nói là cực cắt. Lại là tình huống đi cực mất dậy nữa đến từ bố xe 16 chỗ, chèn ép bác xe gắn cam hành trình rất mất dậy luôn, các bác ạ. Đi cái gì không mày? Cầu phao tại Châu Phong, Phú Thọ chính thức thông xe các bác ơi, tuyệt vời quá đi. Kênh Giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Đời mình đen phải tô thêm màu trắng, bản thân không cố gắng thì làm sao thắng được. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?
trôi, ta xa nhau trôi. Ôi, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Gặp gỡ rồi chẳng lìa nở lìa xa. Đường của ta thì ta cứ thế ta đi. Lẻ hai à. Gì vậy bà nội? Thank you.
Rồi rồi, mày xong rồi. Viện Nghiên cứu Công lý và Tội phạm Liên vùng của Liên Hợp Quốc đã thực hiện một báo cáo về cách khủng bố có thể lợi dụng AI. Theo đó, các đối tượng khủng bố đã đạt được nhiều mục đích xấu thông qua thế giới tội phạm mạng, ví dụ như tăng cường tấn công mạng, phát tán phát ngôn thù địch, kích động bạo lực trực tuyến. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật cần phải đi đầu trong lĩnh vực AI. Nghiên cứu cũng ghi nhận các trường hợp sử dụng ChatGPT của OpenAI để thực hiện email lừa đảo, cài phần mềm tội phạm, phát tán thông tin sai lệch và tạo ra những tuyên truyền chiến. Tội phạm mạng và khủng bố đã nhanh chóng thành thạo trong việc sử dụng các nền tảng như vậy, cùng các mô hình ngôn ngữ lớn nói chung để tạo ra deepfake hoặc chatbot để phục vụ mục đích của mình. Unity Robotics, một công ty robot của Trung Quốc đã vừa công bố V1, mẫu robot có thể nhảy, xoay người, leo cầu thang và quay đầu rất linh hoạt. Công ty này cho biết V1 đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Robot này có thể gấp gọn lại, giúp thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ với mức giá khởi điểm là 16.000 đô la Mỹ. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Dạ ơi! Ôi trời ơi! Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Về chưa? Bấm còi đấy. Ok, lên đi. Đấy. Đang kéo lên đây. Kéo anh CRV 42877 lên đây.
Okay. Sao bị dối à? Em đối hơi hơi nghiêng đúng không? Đấy mà đóng pin đằng sau vào á. À. Không, cần nhiều điện đấy đâu mà. Con này xuống đây quá liều mạng luôn nhỉ. À. Được không? Quá liều mạng luôn. Sao mà chẳng ăn đòn. Xe mình vào đây còn còn dãy rồi là con này vào. Rồi. Đấy nha, các ông cứ chê với anh em bán tải bọn tôi là toàn đi nhanh vừa đầu, nhưng bọn tôi làm được nhiều việc tốt đấy nha, không phải là không đâu. Đúng không? Đấy, những lúc này là anh em phải lên khen một tí chứ không là mà buồn lắm. Có điều em ơi, để kéo lùi ra đi. Anh nghĩ là chưa lùi đâu. Nhà tới đó. Xe lội nước hay, lội nước giỏi nha. Đấy, tàu ngầm là cứ phải xếp cả một dãy. Thế nó mới là đại gia. Được tung hô trên mạng mấy video lội nước giỏi, cái là lao đầu vào nước như mấy con thiêu thân. Ý thức kém thật đấy anh em ạ. Như anh em thấy, đa phần xe ngập nước đều là xe xanh. Dĩ nhiên nó hơn xe xăng. Đi qua những vùng nước sâu nó sẽ không bị chết máy. Nhưng nó có phải là tàu ngầm đâu. Cửa nó có làm sao mà chống được nước ở bên ngoài nó tràn vào. Đỡ thiệt hại so với xe xăng là ở cái chỗ động cơ thôi anh em ạ. Xe xăng thì lo thủy kích chứ còn động cơ điện thì vô tư. Nhưng sàn xe con nào cũng như nhau nha, vào nước là thối nha. Các hộp điều khiển cũng thế thôi, vào nước là mô ve hỏng hết. Nên các bác tài hạn chế biến xe mình thành tàu ngầm thôi. Xe được thiết kế để đi trên cạn mà. Bác tài nhá, thân ái. Mày xong rồi. Oh.
một hai ba là lên đi. Go.
Dính, dính. Rồi. Qua wow, mấy được. Cái cú qua không đâu được đâu. Dính mà. Nhìn à, phải qua trước đó, đỡ quá. Thấy chàng nhìn nó biết mà. Chứ nữa. Không mà đừng xe bụng này nè, nó cũng đỡ dần mà. Chứ đừng xe nhỏ không tay đồ quá đụng. Đụng sao vậy lại thì cả cái thằng ba đầu tiên phim em với một cái đứa với Koro thì đứa nào sẽ thắng chắc thắng Koro không phải khi cả thân Titan với đầu TV tắt nhưng nếu chiến đấu thì Koro chỉ cần chạy vòng xong Mỹ chạy vòng xong châu Âu châu Mỹ châu Phi. Thank you.
Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ta cỡ là mình đi vào. Uầy, sư nhờ nó. Đi qua rồi. Xe này nó cũng nặng.
Chúng ta cùng đến với tình huống đầu tiên, bác xe gắn cam hành trình đi đâu mà vội vàng thế, bon chen, loi nhoi, để rồi va chạm với chiếc Santa Fe màu trắng các bác ạ. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với. Thầy dạy cho lái xe như thế này thì cho giỏi lắm đây, dừng xe kiểu gì mà chắn luôn lối ra thế này, đây có phải sân tập lái đâu ông tướng. Bị vợ mắng, thanh niên liền ra giận cá chém thớt với bác xe tải giữa đường luôn. Em mời các bác đón xem ạ. Các bác xem video thấy hay, hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt nha.
Đây là chiếc vé ba ở trên Tây Bắc và đây là cảnh tượng hiếm có khi mà chỉ còn vài con dốc nữa là đã đến chỗ sạc, nhưng mà đang em rồi nhỏ cố gắng vượt qua nhưng chưa thành công. Hay lắm, máy bay không người lái, hay quá, con đường hiện giờ không ai và chúng tôi thì đang ngồi trên một chiếc ban công rất là to. Chiêm ngưỡng được cảnh này quả là có phúc. Vâng, mình đẩy tiếp cho xem. Sửa vào đây đi Hào. Sửa vào bên này đi. Trời ơi. Đóng đóng cửa lại luôn đi mấy tài ơi. Trời ơi, nó cướp xe. Trời ơi. Còn một người trong xe nữa. Trời ơi. Thôi tội phạm gì mà ghê chứ vậy? Chắc ma túy rồi, ma túy mới vậy thôi. Anh ở trong xe đi anh. Ở trong xe đi anh ơi. Còn trong xe một thằng nữa thôi. Lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này luôn á. Ghê quá hả? Trước mắt luôn. Tội phạm ma túy rồi. Nếu có bắt thì nữa thì cũng ở tù mà. Đúng rồi, má ghê quá. Trời ơi má. Ghê quá. Cái chạy đến đây rồi, một thằng chạy. Thấy thằng đạp xe một đen quấn nó chạy. Trong đây còn một thằng. Còn cái này nó chở ma túy rồi. Em nghĩ cái này chắc ma túy á. Ồ, giả mang kìa thiệt chứ. Hồi nãy nó dây lại, nó dây cái con, nó đụng với container này. Ừ, đụng với container này. Nó đụng với xe này, nó lùi, nó đụng container này luôn. Trời ơi, ghê quá. Container, tao đâu sợ đâu, nên tao tấn lên. Tao ép nó vô đó, tao ép nó vô đó. Nó đụng luôn cái xe trước đó. Giả mang quá. Anh tiếc tội, ảnh giá xui quá à. Thì tới đây mình được ấp rồi. Cũng may là nãy là mình không có lên trước, mình lên trước mà mình đứng lên. Là mình đứng là nó ủn lên luôn rồi. Em bị vung tay vung chân luôn. Trời sợ thiệt chứ bộ. Hồi xưa giờ mới thấy luôn á. Ghê chưa. Trong tim luôn á. Nổi cho gà luôn. Ủa tại sao nó không bỏ xe nó chạy mà phải lủi vô cái đó trời. Đưa xe bên đó em mở. Nó lủi luôn cái này để nó chạy nè.
Bây giờ nó bỏ chạy rồi. Nó đụng biết bao nhiêu người luôn á. Nó coi phim đấy, nó bị nhiễm rồi. Cái lan can này mình chắc giống nước ngoài nó phóng. Đúng rồi, nó phóng ra luôn. Nó tưởng nó container đó chị. Trường nó ban vô cái mưa nó lạnh. Miếng ơi. Còn má nó là vậy sao trời? Tình huống đầu tiên, xe máy băng qua đường cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa là toang luôn. Các bác ơi, chào. Ê, thật xe máy. Trời ơi, cái thật xe máy. Kinh luôn á. Quay lại mà lôi cổ nó ra, giả cho nó khôn ra chứ. Mấy cháu học sinh tham gia giao thông nguy hiểm quá các bác ạ. Suýt chút nữa là báo hại cho bắt xe công luôn rồi. Kiến hình ảnh rất đẹp tại quê hương Đông Lâu chúng tôi trong một ngày mưa, và với chiếc cổng làng sừng sững 200 năm đang đứng ở đó. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một pha thi đấu giữa chiếc cổng làng cổ của chúng tôi với chiếc ô tô mang biển số 29D quý vị nhá. Và một pha va chạm cũng khá mạnh đấy ạ, nhưng chiếc cổng làng vẫn đứng vững quý vị ạ. Còn chiếc ô tô của chúng ta thì sao? Đây là cú va chạm của em 29D vừa rồi này. Ốc cẳng ở đây rồi, thôi thì móp vỡ một số nhựa. Xe đẹp rồi, không cần phải cho trẻ con đứng lên khoe như kia đâu. Không biết nó nguy hiểm như nào à? Lại một cháu học sinh nữa, đi xe máy điện tham gia giao thông cực kỳ nguy hiểm luôn. Suýt nữa là báo luôn bác xe con gắn cam hành trình. Em mời các bác đón xem nha. Ngồi ghế trước. Ghế trước. Ghế trước. Thằng mất dạy, dám vào xóm nhảy trộm bậc lên xuống xe máy các bác ơi. Cháy cổng lại, cháy trong nhà không? Ôi, chắc dàn bếp. Bác Hyundai Kona va vào biệt thự hạng sang như này thì toang rồi. Tiền sửa xe của bác bằng hai con Hyundai Kona nha. Chưa nhớ ra là nhìn thấy đâu rồi. Đấy, này là chiếc ô vườn. Úi nặng đấy, đi cửa rồi. Okay,
mới luôn. Quá buồn các bạn ạ. Series 2 xung quanh 24 tỷ. Xe này rẻ, 24 tỷ. Không biết là tác giả, đây là tác giả, không biết là cái đỗ đây từ nãy giờ. Bác xe tải chạy xe trên cao tốc như này không sớm thì muộn cũng toang thôi. Bác này từ làn ngoài cùng, bất ngờ dừng xe đột ngột, để rẽ phải cực kỳ nguy hiểm các bác ơi, em mời các bác đón xem ạ. Vụ tai nạn hàng loạt các phương tiện giao thông cực kỳ nguy hiểm, em mời các đón xem. Bác xe Ben đi cực kỳ ngang tàng luôn các bác ơi, rẽ sang trái, lạng lách sang bên phải, nhất quyết không cho bác xe gắn cam hành trình vượt lên. Em mời các bác đón xem hết video nha, thấy hay các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt nha. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bác Mazda đỏ lái mới, nên căn xe vẫn còn non để rồi đã Innova vào xe tải bên cạnh luôn. Em mời các bác đón xem ạ. Ôi trời ơi. Sao lấy ông căn đường kiểu thảm ma ấy nhỉ? Chạm rồi trước rồi. Đùa gì cho ông này? Không bảo được thân vỏ thì nó được. Hay đầu kia cũng quệt kìa. Cả trước. Đuổi theo cũng làm gì bây giờ ông do ông này sai. Ông chen ông đéo căn được cái đường. Nè lại phang một con này đi. Chỉ người tích cam là đừng có nói.
Các bác thấy xe ô tô của bố cháu có xịn xò con bò không ạ? À? Như này mà phanh gấp một cái là ối rồi ôi liền à. Em mời các bác xem hết video nha. Ông thần VinFast VF8 lùi xe trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm luôn. Các bác ơi, các bác xem video của em thấy hay, hãy like và đăng ký kênh nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Ta xa nhau rồi. Mày luôn. Anh ơi, là anh rồi. Đâu đi anh ơi, để hoành lại. Hoành lại dí chiêu nhìn vui hả? Đâu đi. Anh ơi, nói lại gì anh ơi. Ê nè. Nói là hàng dài luôn. Ôi, sao mà làm khó nhau thế? Thằng bán tải đi ngược chiều trên làn BRT, cực kỳ mất dạy luôn, cần các đồng chí lực lượng chức năng cho ngay biên bản phạt nguội để lần sau chờ đi à. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tình huống tai nạn liên hoàn cực kỳ nguy hiểm, em mời các bác xem hết video nha. Các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt để đón nhận được những video mới nhất vào 8 giờ tối các ngày trong tuần.
em gái lái xe điện, quay đầu xe đột ngột, suýt chút nữa báo hại cho bác xe gắn cam hành trình luôn rồi, em mời các bác đón xem ạ. Cái gì vậy bà nội? Bác xe gắn cam hành trình, xém chút nữa là Innova với xe Lamborghini chạy bằng cỏ luôn rồi, các bác ơi. Xe tải chở ga đang đi trên đường quốc lộ, bất ngờ lốp xe bị nổ, bác tài đã bị mất lái, để rồi xe chở ga đã bị lật vào rễ đường luôn, em mời các bác đón xem. Bác xe tải chạy đi đâu mà như ăn cướp vậy, xem chút nữa báo hại cho các xe lưu thông trên đường rồi. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bác xe Ford Explorer vượt xe cho cố vào, xong xuống xe định ăn và bác xe tải có gắn cam hành trình. Các bác ạ, à, em mời các bác đón xem nha. Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi. Các bác ơi. Lốp xe như này mà bác vẫn tiếc rẻ chưa chịu thay à, nhìn nguy hiểm quá. Đi ăn cỗ thì về mất chỗ là đây chứ đâu. Bác xe Ford Transit định lùi xe vô chuồng, gặp ngay bố Honda City mất dạy. Bố này điền vào chỗ trống ngay luôn. Em mời các bác đón xem. Ăn đồ được của nó đấy. Bác xe gắn cam liều nhất quả đất luôn à. Bác này dám băng qua con đường đang có dòng nước chảy xiết. Em mời các bác đón xem à.
các bác đừng quên like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt để đón nhận được những video mới nhất à. Ma Men tham gia giao thông nguy hiểm quá các bác à, Innova với hàng loạt xe máy luôn rồi, em mời các bác đón xem nha. Quan tài bay là một cái gì đó mà chúng ta phải cẩn thận, chú ý khi tham gia giao thông luôn. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bác xe con màu trắng có màn đảo xe như Lạc Giang luôn, em mời các bác đón xem nha. Ông xe tải loi nha loi nhoi, gặp ngay bác tài xe gắn cam cứng nhất quả đất, vỗ tay điểm 10 không có nhưng cho bác xe gắn cam hành trình, đã dạy cho ông xe tải bài học để lần sau đừng có đi kiểu mất dạy thế nữa. Thank you.